đây là cái gì? Mình tới đây để mình lật. Lật. Lấy cái cũ. Lật cái cũ. Lật mới luôn. Lật sao anh? Lật sao anh? Mong là sẽ có Street Man Fighter. Sau khi mà phần trình diễn rồi trình phần thi diễn ra thì tụi mình cảm thấy cháy, cảm thấy năng lượng của mọi người đẩy lên được đến cực độ. Cảm thấy rất là vui khi mà được support cho các chị em có thể làm được một phần show cây hoành tráng, cháy hết mình với năng lượng của tụi mình. Quân có gọi cho anh để mà tham gia hỗ trợ cuộc thi này và anh rất là vui. Anh vui vì anh em vẫn còn nhớ tới anh, vẫn còn sáng tạo. Quên ngang. Cái là anh đang nhẹ, anh đang nhẹ. Nói chung là thực sự thì đó là một cái niềm hạnh phúc, một cái niềm vui mà khi mà anh tham gia cùng với mọi người ở đây. Thực sự là rất lâu rồi, từ khi mà anh xa ánh đèn sân khấu thì khi anh quay lại đây thì anh được tiếp nhận một cái năng lượng rất là mới, tích cực hơn nhiều. Ngoài cái cuộc sống bộn bề của mình, ngoài những áp lực của mình ra thì khi mà mình gặp lại anh em, mình cảm thấy là mình yêu đời hơn, trẻ hơn 20 tuổi. Sau cuộc thi này thì anh cảm thấy rằng là anh nên tiếp tục cái sự nghiệp của mình và anh sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho cái nền và hip hop của Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Nhớ nụ cười trên môi. Yes, và nụ cười trên môi của anh đã quay trở lại. Yeah. Tôi là Trịnh Đồng. Nó cho nãy giờ là những gì mà em muốn nói là mấy em đều nói hết rồi. Chỉ kiểu em muốn nói là em rất cảm ơn vì đã đứng sân khấu trước những anh chị lớn như thế này, bởi vì là lâu lắm rồi, cực kỳ lâu rồi là em mới đứng trên một cái sân khấu như thế này. Em rất là cảm ơn và biết ơn mấy anh chị đã cho em tham gia vô cái buổi trình diễn này. Nói chung là hôm bữa em đã khóc 3 ngày 3 đêm vì được nhảy chương trình này rồi đó. Chương trình này tuyệt vời lắm nha. Mọi thứ của chương trình này nhanh gọn lẹ, chuyên nghiệp, ok, tuyệt vời, khóc rất nhiều. Thấy chị em nhảy rất đã. Đứng hơn cũng nhiều nữa. Anh có thể quay qua kìa, chị em nhảy rất là đã luôn. Mình tới đây là cái gì? Mình tới đây để mình lật. Lật. Lấy cái cũ. Lật cái cũ. Lật mới luôn. Lật sao anh? Một bài của SS Warrior cho chương trình Street Woman Fighter thì mình mong là sẽ có Street Man Fighter. Đối với em thì sau khi diễn xong thì em chỉ muốn đi ra lấy cơm ăn thôi. Anh em nói hết lời còn gì nữa đâu, dùng sức nhiều quá. Sau khi đi chương trình xong thì mình cũng muốn cảm ơn chương trình vì đã tạo ra sân chơi cho tất cả các chị em được trải nghiệm, được cọ sát, được mối quan hệ của anh em Bob Rui với mấy chị em ở trên Sài Gòn thì đa số là mọi người đã biết nhau cỡ gần 10 năm rồi. Vừa rồi là có một cái chương trình thì em có rủ mấy anh em Bob Rui ở Dũng Hòa lên tham gia cùng. Tuy là cái con đường xa nhưng mà nghĩ lại cái khoảng thời gian vừa rồi sinh hoạt cùng với tất cả các anh em ở đây thì thấy tuy mệt nhưng vui. Tụi tôi là chung quê với chị Mai Thiên Quân. Cái chị mà lấy cái cũ đặt hết cái mới. Đúng rồi, đúng rồi. Mà em nói chị nhảy cũ thì chị nói cho em nghe là không có cũ thì không có mới. Chị sẽ lấy cái cũ của chị đọc hết cái mới của em. Bang. Yeah. Dù anh em ở xa nhưng mà đôi khi đi tập cũng có lũ bánh xe cái kiểu. Nhưng mà anh em không bỏ cuộc.
gặp trời mưa thì anh em dừng. Cảm ơn SS Warrior đã mời em và Saitama nhóm em đã đến với chương trình để được gặp mọi người, tập trung với mọi người, được lên TV. Thôi vậy thì thôi, không phỏng vấn Saitama luôn. Saitama là cái gì? Chết mày. Đây đây. Này drama lắm, này drama lắm. Cái này là AKA Saitama, mình đến từ Hà Nội. Và mình là người yêu của bạn Chi U. Fan của Ma Chiên Côn và những người bạn anh em sẽ qua đi rồi. Sau hôm nay mình sẽ đi xăm hình xăm mới lại để thật đi những hình xăm cũ. Whoa!